Tối qua, Man United đã có màn lội ngược dòng cực kỳ cảm xúc trước Nottingham Forest. Dù chỉ phải tiếp đón một câu lạc bộ cực kỳ yếu đuối, thậm chí không biết mùi chiến thắng trên sân khách suốt từ tháng 1 cho đến bây giờ. Ấy vậy mà Quỷ Đỏ suýt nữa đã phải đi bán muối rồi. Chỉ trong vòng 4 phút, Nottingham Forest đã vừa lên dẫn trước Man United 2-0. Phút thứ 2, tiền đạo Taigu Aguni đã thực hiện pha bứt tốc thần sầu cướp bóng trước mũi chân của Aaron Wan-Bissaka trên phần sân nhà, rồi dẫn bóng thẳng về phía khung thành của Man United trước khi đánh bại Andrea Onana trong pha đối mặt. 2 phút sau, Willy Bowley bật cao đánh đầu sau pha treo bóng của đồng đội, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nottingham Forest. Bị dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, nhiều người đã mường tượng đến kết quả không tốt dành cho Quỷ Đỏ. Có bàn gỡ sớm, tinh thần của các cầu thủ Man United phấn chấn trở lại và nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ của Man United đã được đền đáp ở phút 52. Marcus Rashford thực hiện đường thả bóng vào vòng cấm để Bruno Fernandes thoát xuống đánh đầu chuyền bóng cho Casemiro dứt điểm ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2. Cuộc lội ngược dòng của Man United được hoàn thành ở phút 76 khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả đá 11m. Trước đó, trong nỗ lực đột phá bên phía hành lang cánh trái, Rashford đã bị cầu thủ Nottingham phạm lỗi trong vòng cấm. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên Ten Hag không giấu được sự tự hào về các học trò ngược dòng quá ấn tượng. Chúng tôi có rất nhiều cá tính trong đội, nhưng việc giữ bình tĩnh sau một khởi đầu lộn xộn như vậy là điều tuyệt vời. Không nhiều đội ngược dòng theo cách đó, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ Man United luôn có thể đảo ngược được tình thế. Nếu tiếp tục thể hiện niềm tin vào bản lĩnh này, đội có thể tiến xa. Rõ ràng, chúng tôi không muốn bắt đầu trận đấu theo cách như vậy. Chúng tôi tự biết mình có khả năng thắng trận mà không để thủng lưới, đặc biệt là tại Old Trafford. Chúng tôi giữ bình tĩnh, kiểm soát bóng, tạo ra rất nhiều cơ hội, có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng 3 điểm là điều quan trọng nhất. Điều Ten Hag nói thì đúng, nhưng có lẽ ông đã quên rằng Nottingham yếu ra sao và Man United cũng đã rất khó khăn trong việc ghi thêm bàn, dù rằng các vị khách đã bị đuổi mất một người. Chính vì thế, chiến thắng này có thể xem là ấn tượng về mặt cảm xúc, nhưng về chuyên môn, Quỷ Đỏ của Ten Hag vẫn đầy những nỗi lo. Và một sự thật là trên Twitter, rất nhiều tài khoản đang tạo trend Ten Hag out, cút đi Ten Hag. Là người xem bóng đá bình thường cũng biết rằng đòi đuổi 10 khó bây giờ có 2 trường hợp. Một là anti-fan của Man United, hai là fan cuồng, thiếu suy nghĩ. Mới cách đây vài tháng, chúng ta còn tung hô vị cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Ajax Amsterdam ra sao khi ông giúp Man United thoát khỏi cảnh trắng tay sau gần 6 năm. Vậy mà giờ lại đòi cưa ghế của ông thì quá tàn nhẫn. Nhưng Ten Hag cũng phải cẩn thận, bởi đúng là đội bóng đang gặp rất nhiều vấn đề và có không ít trong số đó đến từ những quyết định của ông. Thứ nhất là vấn đề pressing tầm cao. Đẩy cao đội hình gây áp lực tranh cướp bóng bên phía phần sân của đối phương và từ đó mở ra cơ hội ghi bàn là cách chơi đang thịnh hành với nhiều câu lạc bộ. Cách chơi này chỉ có hiệu quả nếu có sự đồng bộ với những người phía sau cũng dâng cao để kèm người và hạn chế khoảng trống. Nếu điều này không xảy ra, câu lạc bộ đang kiểm soát bóng có thể vượt qua tuyến pressing đầu tiên của đối phương và đưa bóng tới những cầu thủ ở khoảng không gian rộng. Đây là vấn đề của Man United khi hàng tiền vệ chưa gắn kết. Ở trận đấu mở màn gặp Wolves, Mason Mount và Bruno Fernandes dâng cao khiến Casemiro là người duy nhất nhận nhiệm vụ thu hồi. Tới chuyến làm khách trước Tottenham, Mason Mount chơi gần Casemiro hơn nhưng tình hình chưa được cải thiện. Ví dụ ở phút 30, Tottenham đưa bóng vượt qua cả 4 cầu thủ tấn công của Man United khiến Mason Mount và Casemiro buộc phải dâng cao áp sát James Maddison để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Tình huống khác đến ở phút thứ 25 khi Aaron Wan-Bissaka dâng cao và bỏ quên Son Heung-min bên phía cánh trái. Mason Mount và Casemiro không thể tranh cướp vì bị áp đảo quân số ở giữa sân, tạo điều kiện để Bissouma phất bóng cho Son ở vị trí trống trải. Theo báo Anh Sun Sport, huấn luyện viên Erik ten Hag cần đẩy hàng thủ dâng cao hơn để giảm thiểu khoảng trống phía sau tuyến pressing đầu tiên và tuyến giữa. Nếu Man United không sớm khắc phục được điều này, Casemiro nhiều khả năng sẽ lại bị cô lập ở trung tâm hàng tiền vệ mỗi khi đối phương phản công, thiếu gắn kết giữa phòng ngự và tấn công. Trong trận giao quân với Wolves, một trong những vấn đề lớn nhất trong các pha tấn công của Man United là bộ đôi chạy cánh Alexandro Garnacho và Anthony không để lại nhiều ấn tượng. Wolves luôn cắt cử ít nhất là 2 cầu thủ ở hành lang và kiểm tỏa tốt những pha tấn công biên của đối thủ. Từ đó, Man United thiếu hiệu quả trong việc đưa bóng vào vòng cấm hoặc phải chuyền về. Tuy nhiên, một lần nữa, cùng với các vấn đề ở các khu vực rộng, sự thiếu cấu trúc ở hàng tiền vệ khiến Man United không thể di chuyển vào các vị trí tấn công mạnh mẽ. Ví dụ ở tình huống phút thứ 17, trận đấu gặp Tottenham với bóng được triển khai lên vị trí của Luke Shaw. Hậu vệ người Anh không có nhiều lựa chọn chuyền bóng hợp lý vào trung tuyến và buộc phải phất dài cho Marcus Rashford rồi mất bóng. Tình huống khác đến ở phút thứ 50 khi hệ thống của Man United bị phá vỡ khi Tottenham tấn công. Với Mason Mount và Casemiro chơi rất xa nhau, Lisandro Martinez buộc phải dâng cao tranh cướp với Richarlison khiến hàng hậu vệ của Man United bị xô lệch. Sun Sport nhận định vấn đề nằm ở khu trung tuyến, nơi mỗi tiền vệ của Man United thường bị cô lập khi mất bóng. Việc Ten Hag sử dụng Mason Mount thi đấu tự do ở hàng tiền vệ chưa mang lại hiệu quả và Casemiro cần được chia sẻ nhiệm vụ đánh chặn. Man City thực hiện điều này một cách linh hoạt khi đẩy các cầu thủ từ hàng phòng ngự lên hàng tiền vệ và Liverpool đang sử dụng Trent Alexander-Arnold theo một cách tương tự từ hậu vệ phải. Triển khai từ sân nhà. Với việc thay thế David De Gea bằng Andre Onana,
Man United được kỳ vọng sẽ giữ bóng và triển khai từ phần sân nhà tốt hơn. Nhưng tình hình chưa được cải thiện qua hai trận đấu, đặc biệt khi Man United đưa bóng đến vị trí của Aaron Wan-Bissaka. Các đối thủ biết hậu vệ người Anh là mắt xích yếu trong việc cầm bóng và Man United vẫn phải chật vật tìm ra giải pháp thích hợp để lên bóng. Ví dụ ở phút 47 trong trận đấu gặp Tottenham, khi các cầu thủ chủ nhà gây sức ép tốt, buộc Wan-Bissaka phải chuyền dài cho Mason Mount ở vị trí không thuận lợi. Từ đó Tottenham tranh cướp và đoạt lại bóng. Có những dấu hiệu cho thấy Man United đang cố gắng làm điều gì đó mới mẻ khi triển khai bóng từ phía phần sân nhà với Rafael Varane. Trung vệ vốn không được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng, dâng cao ngang Casemiro ở tình huống này. Tình huống khác đến ở phút thứ 63 khi Tottenham ép Onana phải chuyền cho Wan-Bissaka rồi theo kèm sát những cầu thủ còn lại của Man United. Hậu vệ Anh không có sự lựa chọn nào và lại phải phất bóng dài. Sun Sport bình luận: hàng tiền vệ nơi Mason Mount và Casemiro đá xa nhau tiếp tục là nguyên nhân khiến Man United chưa triển khai bóng từ phía phần sân nhà tốt nhất. Ở cấp độ cao nhất, những câu lạc bộ lớn thường sử dụng hai tiền vệ trung tâm và ba cầu thủ đá cao hơn ở hàng tiền vệ để tạo ra những góc chuyền tốt hơn. Vì thế, Ten Hag phải điều chỉnh khoảng cách và vị trí của hàng tiền vệ Man United với dấu hỏi lớn nhất thuộc về Mason Mount. Chậm chạp trong việc mua tiền vệ trung tâm. Hiện tại, Man United đang vận hành với một sơ đồ không thiên về một số 6 điển hình như Fabinho của Liverpool hay Moises Caicedo trong mùa giải vừa rồi dưới màu áo của câu lạc bộ Brighton. Casemiro chỉ giỏi đánh chặn nhưng chỉ ở mức khá trong khâu chuyền bóng. Bên cạnh đó, tiền vệ người Brazil mùa này có vẻ đã bộc lộ vấn đề thể lực ở tuổi 31. Chính vì thế, việc chậm chạp khi mua một tiền vệ trung tâm trong khi bỏ lại cả đống tiền cho người không quá cần thiết như Mason Mount đã và đang khiến huấn luyện viên Ten Hag bị chỉ trích nhiều. Chúng ta không hô hào đuổi Ten Hag, nhưng nếu một ngày nào đó ông lướt thấy những hashtag có dòng chữ Ten Hag out, hãy hiểu rằng không có lửa sẽ chẳng thể nào có khói.